Chào các bạn nha. Em vừa về hai con iRobot Roomba cực đẹp luôn. Hai con máy như mới, các bác phải dùng với có mấy chục giờ thôi ạ. Bây giờ bên em nhập các cái dòng iRobot này chủ yếu là nhập các cái máy chạy ít giờ, hàng tuyển đẹp gần như mới. Chứ bác nào đang có nhu cầu mua thì lấy những cái con này chạy ít giờ gần như là rất mới các bác nhé. Hai con 960. Các bác nhìn này, mặt nó đẹp mà, như mới tinh luôn. Mặt biết vì nó chạy có mấy chục giờ, coi như là mới chạy được vài ngày thì có không còn cái gì để mà nói độ mới nữa. Ai còn đẹp như mới luôn. Cái dòng 960 này các bác nhìn, nó có camera nhé. Camera nó sẽ chạy các cái chương trình lập trình, camera nó sẽ tự làm việc hoạt động. Nó là dòng cao cấp, đi theo hàng theo lối. Đằng sau các bác nhìn như mới luôn, từ du lô cho tới cái bụng biết. Cái hãng này nó siêu bền luôn, linh kiện dễ thay thế, nhiều đồ. Chỉ số 10 đời 2017 các bác nhé, cực mới luôn. 2017 chạy mấy giờ, tức là bên nước ngoài họ gần như là không dùng, các bạn mua về vứt xó từ ngày bây giờ mới về Việt Nam thôi, chứ còn không phải là họ dùng đến tận bây giờ. Mua những cái máy này kết nối app điện thoại thì các bác có thể kiểm tra giờ được. Đấy, thì mình hoàn toàn có thể biết được rằng là cái máy mình chạy nhiều hay chạy ít. Chạy có vài chục giờ thì coi như là mới tinh, còn này nó chạy vài chục nghìn giờ các bác. Con này chạy quá mấy chục giờ đấy, đi theo hàng theo lối rất là vip. Hút siêu sạch luôn, tất cả các loại bụi mịn, nhìn nó lướt qua một cái này, cái nền sạch ngay đấy. Nhìn nó đi theo hàng theo lối thì nó hút sẽ nhanh hơn. Còn tất cả các cái dòng kia thì hút vẫn sạch thôi, nhưng mà nó sẽ lâu hơn một chút. Đây là kết nối app điện thoại các bác nhé. Còn cái nút này là các bác cho chạy vòng tròn một chỗ. Đây các bác bấm hai cái nút này này thì nó sẽ lên cái hình wifi. Đấy, wifi kết nối này. Cài đặt Android hoặc là iOS. Hộp sáp. Quá mới luôn. Về chuồng nhé. Con này thì em gọi tạm là màu ghi nhé. Em bán hai con này là 4.800.000 một con. Đấy. Cảm biến chống rơi cầu thang, nếu các bác mua máy vip giá thành hợp lý thì là những con này rồi. Đi tặng kèm một chổi, một lọc rác. Đây tiếp theo là con này nữa. Bụng kia cũng toàn như mới các bác. Dù lô thứ như mới luôn nhé, cực đẹp luôn. Con này 2017. Chạy có mấy chục giờ thôi ạ. Camera. Đấy. Dòng này thì nó về, đi về để sang này. Hai con này hình thức đẹp như nhau. Các bác lấy con nào thì lấy thôi ạ. Thích màu nào thì các bác lấy. Lấy màu nào các bác lấy thôi. Đây, chết, ấn mình ấn này, ấn về chuồng, nó đang ở chuồng. Đang ở chuồng này, ấn về chuồng. Siêu bền, lành bền các bác nhé. Con này chạy êm, bảo này chạy êm lắm, hãng này. Vì nó thực ra êm hay không ấy, các bác ạ, nó là do cái motor rác chạy lâu nhiều thời gian thì nó bị khô dầu thôi, thì nó rít thì tiếng kêu to lên. Đấy, thì nó ồn, còn nếu chạy ít thì nó vẫn còn mới thì nó sẽ ít bị kêu hơn. Nên như hai con này có mấy chục giờ rồi. Nhiều nơi thì họ bán theo máy theo giờ chạy, và bên em thỉnh thoảng bây giờ nhập được những cái con này dặn anh em mà
nhập được những con này. Giờ nó ít chạy mà giá nó tốt, 4,8 triệu các bác nhé, bảo hành 3 tháng. Các bác có nhu cầu alo cho em nhé. Chào các bác.